Hồi còn nhỏ, chắc hẳn ai cũng đã từng ngoắc tay với một đứa bạn khi chúng ta hứa với nhau điều gì đó. Nhưng hành động đó bắt nguồn từ đâu hay tại sao chúng ta lại làm như vậy nhỉ? Để tìm câu trả lời, trước hết hãy cùng tìm hiểu ai là những người đầu tiên sử dụng cử chỉ này để tượng trưng như một lời hứa. Ngày nay, ngoắc tay được hiểu như sự đánh dấu cho một lời hứa hết sức thân mật giữa những người bạn với nhau. Thế nhưng nguồn gốc thực sự của hành động này lại bắt nguồn từ một quy tắc của giới xã hội đen Nhật Bản từ thời Edo 1603-1868. Khi đó, việc ngoắc tay này có phần khá đáng sợ chứ không như chúng ta nghĩ bây giờ. Các tổ chức này có một quy tắc bất thành văn, đó là đặt sự trung thành và chữ tín là hai phẩm chất hàng đầu mà thành viên nào cũng phải có. Lý do là bởi khi thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào cũng cần tới nhiều người, mỗi người đảm nhận một công đoạn. Chỉ cần có thành viên nào sao nhãng hay phản bội lại băng nhóm, có nghĩa là một mắt xích của cả hệ thống lớn sẽ bị hỏng và kéo theo toàn bộ nhiệm vụ sẽ thất bại. Để tránh khả năng này xảy ra, bao giờ những tổ chức này cũng đặt ra những hình phạt hết sức khắt khe đối với kẻ vi phạm. Và loại hình phạt vô cùng quen thuộc, chặt bỏ một phần cơ thể của kẻ phá hoại kia. Điều này thì có gì liên quan tới việc ngoắc tay nhỉ? Thế mà lại có đấy. Khi có nhiệm vụ hoặc khi giữa hai thành viên có giao kèo gì với nhau, họ sẽ hứa phải làm cho bằng được điều đó. Họ ngoắc hai ngón tay út vào nhau và cùng đọc lời thề. Nếu một người nói dối, kẻ đó sẽ bị chặt ngón tay út đi, bị đánh 10.000 lần và phải nuốt 1.000 cái kim. Đây chính là lời tuyên thệ mà không một ai có quyền phá bỏ hay làm trái lại nó. Nếu không thực hiện lời hứa, hiển nhiên ngón út của kẻ vi phạm sẽ bị chặt, dù vì bất kỳ lý do nào. Kẻ thất hứa buộc phải tự chặt, hoặc người kia sẽ thay họ làm điều đó. Không có cách nào tránh được đổ máu. Đấy cũng là một lý do tại sao phần lớn thành viên tầng lớp xã hội đen Nhật Bản đều có ngón tay ngắn hơn bình thường hoặc bị cụt hẳn. Về sau này, không biết bằng cách nào, trẻ con Nhật Bản đã biến hình phạt đáng sợ này thành việc làm rất dễ thương như chúng ta đã thấy bây giờ. Sau đó, qua truyền thông và sự giao lưu văn hóa giữa nước Nhật và thế giới, ngoắc ngón tay cũng trở thành một hành vi mang tính biểu tượng cho lời hứa không thể bị phá vỡ. Trong thời đại công nghệ nhan nhản như hiện nay, rất dễ thấy nó đã ảnh hưởng như thế nào đến đời sống tinh thần của con người. Ngay cả những đứa trẻ con cũng ngày ngày dúi mũi vào những chiếc smartphone hay tablet, quên cả ăn ngủ. Thế nhưng bạn có bao giờ tự hỏi rằng thế hệ của những người sống vào thời trước Internet họ giải trí bằng cách nào không? Từ thời xa xưa, con người đã biết giải trí bằng cách giơ bàn tay trước đèn để tạo thành những hình ảnh của nhiều loài vật ngộ nghĩnh khác nhau trên tường. Hiện tại không ai biết trò chơi sáng tạo này có nguồn gốc từ đâu, nhưng có khả năng là ở Trung Quốc. Thế nhưng đến thế kỷ 19, trò chơi này ngày càng dần mai một vì sự xuất hiện của đèn điện và phim ảnh. Cho đến ngày nay, hầu như rất ít người còn nhớ đến nó. Nếu bạn muốn trẻ con tránh xa điện thoại hay Internet, một lần nào đó hãy thử trò chơi thú vị này cùng chúng. Tất cả những gì bạn cần là một nguồn sáng và một bức tường trống. Hãy nhớ rằng khi tay càng ở gần nguồn sáng thì hình ảnh tạo ra càng to và càng mờ. Ngược lại, tay càng xa nguồn sáng thì hình ảnh càng nhỏ và càng rõ. Dưới đây là một số mẫu bóng ảnh thú vị để bạn tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.